Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng bố xây bếp nha các bạn. Đây bố mình đang trộn vữa các bạn. Trộn vữa này thì đang trộn xi măng với cát vào với nhau. Cái này thì bếp nhà mình tự xây cho nên là bố con mình phải tự làm. Đây cái bếp này mình đã xây được như này rồi các bạn. Và đang chuẩn bị chát ở bên ngoài nữa là xong. Cái bếp này thì đây mình xây ống khói đi lên nha. Còn đây là mình mới xây các bạn. Ở ngay cạnh bể luôn. Bây giờ thì mình đang trộn vữa cùng bố mình đây. Đây đang đoạn này đang chát các bạn. Anh mình đang đang chát đây các bạn. Cái này mình quay nên anh đang rất là ngại. Tại vì là nhà mình tự xây cho nên là đều là thợ không chuyên các bạn. Khi mà mình muốn để cho nó được thẳng và đẹp thì mình phải miết như vậy nhá. Mình cứ miết cho nó thẳng nha các bạn. Cái đoạn này là nhà mình đang xây ống khói đi lên. Chát như vậy thì có tốn nhiều thời gian. Còn trên này thì anh họ mình đang đang xây trên này và chuẩn bị lợp mái. Cái đoạn này là đang xây cái để chắn mái, chắn cái làm mái các bạn ạ. Còn anh mình đang cùng nhau chát nốt cái đằng sau này. Khi mà mình có cái bếp củi này thì cũng rất là tiện các bạn ạ. Nhà mình thì nuôi lợn cho nên là phải dùng bếp củi rất là nhiều. Nhà mình có cái bếp củi ở bên nhà bên cũ nhưng mà khá là xa và bất tiện. Cho nên là bố mình và anh mình đang xây để thuận tiện cho việc là đun nấu cắm lợn. Hay là khi nào mà có dịp lễ, ngày lễ thì đấy thì mình cần đun phải đun dùng bếp củi thì mình cũng nên sắm cho mình một cái bếp như vậy nha các bạn nhé. Mình sẽ xây một cái bếp để thuận tiện cho việc nấu nướng hơn. Anh họ mình thì chuyên nghiệp hơn các bạn ạ. Anh ấy xây đã xây nhiều hơn rồi. Còn anh mình thì lần đầu đây là lần đầu tiên anh làm cho nên là không biết là thành quả sẽ như thế nào các bạn. Anh ấy đang miết để cho cái xi này được
thẳng hơn, cái vữa này được chắc và đẹp hơn, thì mình phải miết chặt vào nha các bạn nhé. Mình thấy khá là khó khăn trong việc làm thế nào để cho nó thẳng, làm nào cho nó thẳng được, thì chúng ta phải mất kiên trì miết liên tục nhé. Cái này nếu mà bạn nào không biết làm là sẽ bị rơi hết. Anh mình đang rất là nhiệt tình miết đấy các bạn, nhưng mà hình như là mình thấy từ nãy giờ vẫn chưa đỡ hơn tí nào các bạn ạ. Mình thấy việc chat này rất là khó khăn, không phải là mình thấy không phải ai cũng có thể làm được nghề này. Còn anh họ mình thì đã quen với cái việc này rồi các bạn. Bố mình đang phụ đây các bạn, đang trộn vữa để phụ. Toàn thợ không chuyên các bạn. Cái này mình sẽ đổ nước vào và đợi cho nó ngấm và chuẩn bị trộn luôn nha các bạn. Trộn để thành vữa. Cái vữa này sau khi trộn xong thì mình phải dùng luôn. Còn ví dụ các bạn em để lâu thì nó bắt đầu bị chết vữa và không dùng được nữa. Tại vì là vữa này mình đã trộn là xi măng với cả cát vào nhau hết rồi các bạn. Để khô là bắt đầu nó sẽ bị hỏng, cho nên là khi mà mình dùng đến đâu là mình trộn đến đấy thôi.